Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi tối giờ Cali ở Việt Nam. Cho nên bước qua là ngày thứ tư rồi. Và man, oh man. Tuy là ngày hôm nay đã nhìn vào giá cả thì thậm chí chúng ta thấy được là nhiều đồng cũng đã có một cái sự hồi phục nhẹ và nhất là BTC thì vẫn là 26.000 đô. Nhưng mà hôm nay là một ngày mà chúng ta có rất nhiều những cập nhật luôn các bạn. Chúng ta đã có cái cập nhật mới nhất liên quan đến cái sự kiện email của cựu giám đốc SEC William Hinman và nó khá là phức tạp các bạn đã không có đơn giản như là mọi người nghĩ và Thuận sẽ cố gắng giải thích uh, theo cách hiểu biết của Thuận liên quan đến sự kiện này Thì bây giờ có rất nhiều những thông tin khắp nơi luôn và Thuận sẽ cố gắng tóm tắt lại để các bạn hiểu rõ là trong email đó nó nói những gì và nó có ảnh hưởng gì liên quan đến Ripple, liên quan tới Ethereum, liên quan đến SEC và liên quan đến tương lai của trường Crypto Chúng ta cũng có cập nhật liên quan đến cái vụ ra toàn ngày hôm nay về SEC và Binance US về cái vụ mà đóng băng tài sản các bạn. Chúng ta cũng có cái à, cập nhật liên quan đến quốc hội và chúng ta cũng có một số những thông tin nổi bật khác. Nhưng mà đặc biệt đó, đầu tiên hết chúng ta dành thời gian để mà chia sẻ về thông tin lớn nhất ngày hôm nay trong thị trường tài chính đó chính là chỉ số phần trăm lạm phát CPI. Trước hết thì các bạn đã thấy được là ba chỉ số chứng khoán lớn của Hoa Kỳ là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đã đều xanh ngày hôm nay. Tuy không phải là xanh nhiều lắm các bạn nhưng mà chúng ta thấy được là xanh nhiều nhất là Nasdaq tăng 0.83%, và Dow Jones tăng 0.43 với lại S&P 500 thì tăng 0.69%. Nói chung là một ngày tốt cho chứng khoán. Pre-market thì bây giờ đó thì không có nhiều sự thay đổi các bạn. Chúng ta đã thấy ngày mai đó lại sẽ có thêm một thông tin lớn nữa đó chính là thông tin liên quan tới Fed và lãi suất. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Chúng ta sẽ dành thời gian đầu video này để mà nói về tình hình tài chính nói chung rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi vào những thông tin chi tiết liên quan đến crypto. Còn về hợp đồng của dầu thì sao các bạn? Hôm nay thì vẫn dưới 70 đô cho một thùng dầu. Vàng nên các bạn thấy được là hôm nay thì cũng cỡ đó mà thôi 1960 đô cho một ounce vàng. Crypto thì sao các bạn? crypto đó thì chúng ta nói về BTC thì bây giờ mức là 26.000 đô Nói chung thì cũng giá tương tự như ngày hôm qua các bạn Và cả trên crypto đó thì chúng ta thấy là chúng ta cũng có nhiều màu xanh hơn là đỏ Nhưng mà cái sự giao động giá không phải là nhiều lắm đâu Nếu mà chúng ta nhìn vào tổng số vốn hóa đó thì tổng số vốn hóa ngày hôm nay tăng 0.6% hơn 1.1 nghìn tỷ một chút xíu các bạn và chúng ta có thể nhìn thấy được những đồng lớn như là BTC, Ethereum thì không có sự thay đổi nhiều. Chúng ta có BNB tăng 6.9% các bạn, chúng ta có XRP thì hôm nay lại xuống 1.4% mặc dù hôm nay là cái ngày mà chúng ta đã nhận được cái thông tin mà nhiều người chờ đợi đã hai năm nay đó chính là văn bản email của cựu giám đốc Nguyễn nhưng mà chúng ta thấy là giá XRP hôm nay đó thì cũng không có sự thay đổi chúng ta đang nhìn thấy được Cardano thì xuống 0.9% trong thứ 100 này đó chúng ta sẽ thấy được là BNB là tăng nhiều nhất tăng 6.9 kế đó là Injective uh, tăng 6.7 và kế tiếp là Phantom tăng 6.4 còn xuống nhiều nhất thì chúng ta chỉ có Radix xuống 7.5% và Monero xuống chỉ có 2.6% mà thôi về giá cả thì các bạn thấy được là không có cái sự thay đổi nhiều nhưng mà chúng ta cũng thấy là thị trường chứng khoán đó thì hôm nay là một màu xanh tại vì chúng ta đã có chỉ số phần trăm lạm phát CPI và nó như kỳ vọng các bạn chúng ta đã thấy được là CPI của tháng này là 4.0 Kỳ vọng tháng này dựa theo Market Watch cũng là 4.0 luôn Có một số bạn nói là Tại sao lại nhìn thấy một số trang kỳ vọng của họ là 4.1, thực ra tùy theo các bạn xem trang nào của bạn, hình như là trang investing.com đó thì theo thống kê của họ kỳ vọng là 4.1, nhưng mà dù sao đi nữa chúng ta thấy được là kỳ vọng của nhiều người vẫn là 4.0 4.1 và cuối cùng kết quả cũng như kỳ vọng của các bạn. Và tháng vừa rồi là 4.9 có nghĩa là tháng này phần trăm CPI xuống rất là nhiều luôn 0.9 trăm trong một tháng mà thôi còn core CPI thì sao core CPI thì cũng như kỳ vọng được các bạn tháng này là 5.3 phần kỳ vọng tháng này cũng là 5.3 phần và tháng rồi là 5.5 phần Nói chung đó thì chỉ số CPI này cũng tốt các bạn và cũng y chang như là mọi người đã hy vọng trước đó cho nên chúng ta cũng thấy là chứng khoán tuy là xanh nhưng mà cũng phải là xanh nhiều lắm nhưng mà ngược lại crypto đó thì cũng không có nhiều cái sự thay đổi sau khi có thông tin này thì các bạn sẽ nghĩ là wow chỉ số CPI giảm từ 4.9 còn 4.0 mà thôi là cũng tốt nó giống như rất tốt luôn nhưng mà thật ra cũng không hẳn đâu các bạn đương nhiên là tốt rồi nhưng mà không có tốt như nhiều bạn nghĩ tại vì chúng ta có thể nhìn thấy được là tuy chỉ số phần trăm CPI tính chung đó, thì giảm nhiều nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là Core CPI nghĩa là không tính lương thực mà năng lượng đó, thì chỉ xuống có 0.2% mà thôi từ 5.5 xuống còn 5.3% và chi tiết hơn đó, chúng ta hãy nhìn uh, trên màn hình đó, đây là cái sự thay đổi từng tháng 1 giống như các bạn thấy được là trên màn hình đó, là sự thay đổi từ tháng 3 cho đến tháng 4 cho đến tháng 5. Cái con số này là các phần trăm thay đổi theo từng tháng. Thì uh, khi các bạn nhìn sơ qua đó một cách hiểu đơn giản là đây là những mặt hàng khác nhau khi mà chúng ta tính chỉ số CPI. Thì các bạn đã thấy là những mặt hàng mà màu đỏ đó có nghĩa là so với lại tháng trước đó giá quy mặt hàng đó tăng chứ không phải là giảm và những cái màu xanh các bạn nhìn trên màn hình trên cái cột tháng 5 này đó chính là những mặt hàng mà so với một tháng trước đó giá giảm chứ không có tăng thì chúng ta đã thấy được là hầu như là 50 50 có nghĩa là khoảng chừng 50 phần trăm của những con số trên màn hình chính là màu xanh lá cây còn lại là màu đỏ nhưng mà thật ra đó khi các bạn zoom ra chúng ta sẽ thấy được là lý do tại sao mà chỉ số CPI giảm mạnh đó chính là nguyên cái khung này nè các bạn cái khung gọi là energy nghĩa là năng lượng chúng ta thấy được là năng lượng sử dụng cho dầu sử dụng cho uh, điện sử dụng cho đổ xăng đó thì tất cả những mặt hàng đó đều giảm so một tháng trước đó các bạn và đó chính là yếu tố chính dẫn đến lý do tại sao mà cpi giảm mạnh như vậy thì điều này chúng ta cũng đã nói tới Thường ngày rồi khi chúng ta nhìn vào cái hợp đồng tương lai của dầu đó thì đâu có tăng đâu các bạn, thậm chí liên tục giảm xuống bây giờ là dưới 70 đô la cho một thùng dầu mặc dù sản lượng đã cắt nhưng mà các bạn đang thấy là nhu cầu cũng không có cái sự tăng trưởng dẫn đến giá vẫn tiếp tục giảm xuống. Và khi mà thường zoom vào đó các bạn thấy là cái cột tháng 5 năm 2023 Tại vì đó là thông tin nhận được ngày hôm nay Chúng ta bây giờ là tháng 6 thì nhận được thông tin tháng 5 Và tháng sau sẽ được thông tin của tháng này à, Thì chúng ta đã thấy được là so với tháng 4 đó Thì xăng dầu năng lượng đó đã giảm rất là nhiều các bạn Đó là lý do tại sao mà cái chỉ số CPI giảm mạnh à, Còn lại đó đây là điều mà chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn Chúng ta thấy được là lương thực thì vẫn tiếp tục có sự tăng mặc dù là không phải là tăng đột biến các bạn nhưng mà chúng ta đã thấy là so với lại lương thực mà các bạn mua để mà làm ở nhà để ăn á thì chúng ta thấy là có hai tháng liên tục giảm nhưng mà tháng này là tăng trở lại 0.1% lương thực gọi là food away from home nghĩa là người ta ra ngoài để người ta ăn ở trong những quán ăn đó thì chúng ta vẫn thấy được là vẫn tăng không thua gì những tháng trước đó các bạn là 0.6, 0.4 rồi tháng này là 0.5 và bên dưới này các bạn thấy được là những mặt hàng khác giống như chúng ta nói tới uh, xe cũ đi xe mới đó thì uh, đúng là có sự suy giảm nhẹ là 0.1% À, và chúng ta thấy là xe cũ đó thì không phải như vậy các bạn, xe cũ thì ngược lại vẫn như cái tháng trước đó là tăng 4.4%. Những hàng khác là những hàng gì các bạn, như là quần áo, chúng ta nói tới chăm sóc sức khỏe vân vân hay là à, nhà ở à, và dịch vụ di chuyển đó, thì chúng ta nhìn thấy được là những cái cột này, đang zoom vào, cây này là cái cột của tháng vừa rồi các bạn, 0.3, 0.5, 0.4, thì cái cột tháng này, thì sao các bạn cũng như vậy mà thôi nói tóm lại đó thì uh, năng lượng là thứ mà đã đẩy phần trăm lạm phát cpi xuống rất là nhiều còn lại những hàng khác đó thì vẫn tăng không thua kém gì những tháng trước đó các bạn. Đây là cái vấn đề rất là khó giải quyết có nghĩa là lạm phát trên căn bản đó vẫn chưa có thực sự là được kềm chế. Mặc dù là chỉ số CPI đã giảm rồi nhưng mà core CPI thì giảm từ 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 từ, từ mà thôi. Nhưng mà dù sai nữa đây cũng là cái thông tin tốt các bạn. Ngược lại chúng ta có thể nhận được thông tin rất là xấu nếu như mà chỉ số core CPI tăng mà không giảm. Ít ra tháng này nó đã giảm xuống thêm nữa Chỉ là tốc độ không nhanh như mọi người nghĩ mà thôi Nhưng mà những điều này thì cũng là tốt các bạn cho những gì chúng ta sẽ nhận được ngày mai Tại vì các bạn đã biết là Fed sẽ họp và sẽ công bố lãi suất ngày mai Thật ra họ đã họp ngày hôm nay rồi Thì họ hôm nay và ngày mai rồi sẽ công bố lãi suất vào lúc 11 giờ sáng giờ Cali ngày mai và lúc đó là 1 giờ sáng giờ Việt Nam ngày 15 tháng 6 các bạn Nhưng mà nào mà muốn chờ đợi cái tài liệu liên quan tới lãi suất của Fed Thùng sẽ chia sẻ nhanh nhất có thể Nhưng mà các bạn phải chờ đợi cho đến 1 giờ sáng lận Và sau khi mà công bố phần trăm lãi suất Thì 30 phút sau đó thì Chủ tịch Fed sẽ phát biểu Và cũng như thường lợi chúng sẽ cố gắng để chia sẻ trực tiếp Cho những mạng xã hội với các bạn là Chủ tịch Fed đã nói gì Nhưng mà bây giờ chúng ta đã thấy là sau khi có chỉ số CPI ngày hôm nay Sau sau khi chúng ta đã nghe những cái lời phát biểu đến từ những quan chức của Fed cách đó 2 tuần thì tất cả đều hướng dài là Fed sẽ ngưng tăng lãi suất cho đợt này và chúng ta đã thấy hợp đồng tương lai bây giờ đó để không refresh lại xem coi phần trăm mới nhất là như thế nào 95.4% đã nghiêng về là Fed sẽ không tiếp tục tăng lãi suất nữa giữ nguyên lãi suất các bạn chỉ có 4.6% nghĩ là Fed sẽ tăng 0.25 mà thôi đây là điều mà nhiều người mong đợi và hy vọng là vậy ngày mai chúng ta sẽ biết thông tin và tính tới bây giờ đó chúng ta đã thấy là Fed đã tăng lãi suất liên tục rồi và đã bắt đầu tăng từ khoảng chừng là tháng 2 năm ngoái các bạn từ tháng 2 đến tháng 3 đã là đợt tăng đầu tiên rồi tăng liên tục sau đó mãi đến bây giờ chúng ta thấy được đây là tốc độ tăng trưởng coi như là nhanh nhất trong lịch sử của Fed và chúng ta đã biết tuy là lại cái phần trăm lãi suất của Fed bây giờ đã không cao như là những cái thời điểm trước đó nhưng mà chúng ta thấy được là tốc độ tăng trưởng bây giờ là một tốc độ tăng trưởng rất là nhanh luôn thì nếu như mà Fed ngưng tăng lãi suất đây là lần đầu tiên trong hơn một năm qua Nhưng mà cũng giống như, như hôm nay các bạn Tại vì nhiều người đã có cái kỳ vọng là CPI sẽ giảm xuống còn khoảng 4.0 Thì hôm nay tin tức cũng như vậy cho nên chúng ta cũng không thấy nhiều cái sự phản ứng ở trên thị trường tài chính à, ngày mai đó cho dù là Fed nói là ngưng tăng lãi suất thì không biết là thị trường phản ứng ra sao các bạn thì phần lớn mọi người bây giờ cũng kỳ vọng là Fed sẽ thông báo là không tăng lãi suất tôi nghĩ điều quan trọng hơn đó chính là trong cuộc họp báo sau đó Fed sẽ nói gì tại vì bây giờ nhiều người nghĩ là Fed chỉ tạm ngưng tăng lãi suất một lần mà thôi có nghĩa là đợi tới tháng 7 là sẽ tăng lãi suất nữa có nghĩa là Fed muốn ngưng tăng một lần để xem coi là tình hình như thế nào rồi mới quyết định tiếp tục nhưng mà khả năng là tháng 7 vẫn sẽ tăng để xem coi ngày mai Fed sẽ ra những dấu hiệu gì các bạn có nhiều hâu hay là sẽ bồ câu ở Hoa Kỳ thì chúng ta đã tới cái hồi cuối của cái đợt tăng lãi suất này rồi nhưng mà không phải quốc gia nào cũng vậy các bạn. Chúng ta sẽ thấy được là ở nước Anh thì điều đó vẫn sẽ tiếp tục xảy ra. Bây giờ chúng ta đã nhìn thấy cái ước tính bây giờ đó là ngân hàng trung nước Anh sẽ lại tiếp tục tăng thêm lãi suất trong cuộc họp kế tiếp nữa các bạn và tăng lãi suất lên tới mức là khoảng 575. Đây là cái ước tính của nhiều người và nói tới uh, ngân hàng trung mương của Anh uh, thì các bạn thấy được Bank of England hiện bây giờ lãi suất là ở 4.5 cũng không có thua gì Hoa Kỳ đâu các bạn, nếu như tiếp tục tăng uh, thì có thể lên tới coi con số uh, là 5.4, 5.7 như nhiều người ước tính hiện bây giờ cũng không thua gì Hoa Kỳ luôn tại vì Hoa Kỳ bây giờ đang ở mức là từ 5 tới 525 rồi và khi mà chúng ta nói tới ngân hàng trung ương nước Anh ấy, thì chúng ta đã thấy được là phần trăm lạm phát vẫn còn rất là cao. Tuy cũng đã có sự suy giảm từ tháng 10 của năm ngoái các bạn khi mà phần trăm lạm phát của nước Anh đã lên tới 11.1% nhưng mà sau đó đó chúng ta thấy phần trăm lạm phát cũng đã có sự suy giảm nhưng mà ở mức bây giờ là 8.7% cũng còn rất là cao trong khi chúng ta nói tới CPI của Hoa Kỳ chỉ có 4.0 mà thôi. Chúng ta nhìn thấy được là nước Úc đó thì cũng vừa tăng lãi suất gần đây các bạn và đây là lần tăng lãi suất đã khiến cho lãi suất nước Úc đã ở cái mức cao nhất trong 11 năm qua rồi và chúng ta cũng thấy được là lãi suất của nước Úc cũng tăng liên tục từ tháng 4 năm ngoái cho tới bây giờ và chúng ta nhìn thấy được là phần trăm lạm phát ở Úc đó dựa theo Trading Economics à, thì cũng vẫn còn rất là cao à, cái phần trăm lạm phát cao nhất chúng ta thấy là cách đây khoảng chừng một tháng đó là 7 trăm bây giờ là 7% thì tại sao lại đề cập đến như quốc Anh và À, nước Úc các bạn Tại vì chúng ta nên hiểu đó là chỉ số DXY là một chỉ số đo lường sức mạnh của đồng đô la so với lại những đồng khác như là đồng euro, đồng bảng Anh vân vân. Thì nếu chúng ta muốn chỉ số này nguội lại như là nhiều bạn mong muốn tại vì chỉ số này đã có cái sự tương quan âm với thị trường tài chính cho nên nhiều bạn muốn chỉ số này đó nguội lại chúng ta đã thấy là cái chỉ số này ở mức cao là khoảng 114 điểm hồi tháng 9 của năm ngoái. Tới bây giờ đây thì vẫn hơn 100 điểm các bạn. Tuy đã giảm nhưng mà lại không xuống dưới 100 điểm để chỉ số này giảm đó, thì các bạn cần nên hiểu là chúng ta phải thấy được đồng đô la phải yếu đi so với những dòng của những quốc gia khác và một trong những yếu tố chính là lãi suất nếu như mà Fed Nhưng tăng lãi suất và thậm chí giảm lãi suất mà những quốc gia khác vẫn tiếp tục tăng lãi suất thì chúng ta mới có cơ hội thấy chỉ số này giảm xuống nhưng mà chúng ta cũng còn một yếu tố khác nữa đó chính là bây giờ đó thì bộ tài chính vẫn đang bán nhiều công trái phiếu cũng đồng nghĩa là thu dòng tiền trở về bộ tài chính các bạn thì điều này đó cũng có cái hiệu ứng là làm giảm đi số lượng đồng đô la lưu thông cũng có thể dẫn đến là đồng đô la lại tiếp tục duy được sức mạnh. Tuy nhiên chúng ta phải biết được là ai mua những công trái phiếu này Bây giờ chúng ta vẫn chưa rõ đâu Chắc phải vài tuần nữa chúng ta mới có thông tin chi tiết Nếu như mà người mua những công trái phiếu này là chính phép Thì cũng đồng nghĩa là in tiền bơm vào trong thị trường Chúng ta cũng không rõ đâu Nhưng mà dựa theo như mà chúng ta đã thấy tuần vừa rồi đó Thì cái nhu cầu mua công trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ bây giờ vẫn còn rất là cao Và Chúng ta đã có nhiều quốc gia đó thì vẫn liên tục tăng lãi suất để có thể kiềm chế phần trăm lạm phát nhưng mà có một quốc gia lại đang có ý định làm điều ngược lại các bạn nghĩa là giảm phần trăm lãi suất để mà kích thích nền kinh tế. Chúng ta có thông tin tối ngày hôm qua từ Bloomberg đó, nói là Trung Quốc đang xem xét để kích hoạt gói kích thích kinh tế bao gồm các giảm lãi suất ít nhất một chục biện pháp được thiết kế để hỗ trợ các lĩnh vực như bất động sản và nhu cầu trong nước hội đồng nhà nước trung quốc có thể sẽ thảo luận về các chính sách ngay sau thứ sáu tuần này và đó là cái thông tin thường chia sẻ với các bạn ngày hôm qua nhưng mà hôm nay đó chúng ta đã có một dấu hiệu đầu tiên rồi các bạn chi tiết hơn đó là chúng ta đã thấy được là ngân hàng trung ương trung quốc đã ra quyết định là họ sẽ cắt giảm phần trăm lãi suất họ gọi là 7 day reverse repo rate hiểu đơn giản đây là các phần trăm lãi suất rất là ngắn hạn và thực ra phần trăm lãi suất này đó là áp dụng với những ngân hàng khi mà họ cần phải cung cấp tính thanh khoản lẫn nhau thì nói chung đó, đây cũng là những dấu hiệu đầu tiên là trung quốc đã có ý định là kích thích nền kinh tế và đây có thể là bước đầu trong nhiều bước để có thể là giảm lãi suất áp dụng những biện pháp à, bơm tiền vào trong thị trường để hỗ trợ nền kinh tế. Các bạn đã biết là Trung Quốc là một trong những nền kinh tế mà đã bị ảnh hưởng rất nhiều sau cái à, cuộc đại dịch. Tại vì những cái chiến lược được áp dụng để mà chống lại đại dịch khiến cho nền kinh tế à, đã phải à, bị trì hoãn lại rất là nhiều. Nền kinh tế của Trung Quốc đang chậm cho nên cần phải được kích thích. Cho nên chúng ta mới thấy những cái thông tin này. Đây là những cái tài liệu liên quan đến tình hình kinh tế vĩ mô, tôi muốn mang đến cho các bạn.